À, có rất là nhiều bạn hỏi nhiều là sau khi mà em à, nghỉ Tết xong, à, thực ra thì em nghỉ ngơi được rất là thoải mái, rất là năng lượng mà da lại bị khô hoặc bị sạm hoặc là bị sần lên thì cái nguyên nhân tại sao? Thì cái vấn đề đó là vẫn là ở cái chỗ là khi mà các bạn à, thay đổi cái môi trường khí hậu này, rồi cái vấn đề khi Tết này các bạn có thể là không có chịu ngủ đủ giấc hoặc là ngủ muộn hoặc là ăn những cái đồ mà ngọt nhiều hoặc đồ nóng nhiều đồ nếp nhiều thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe làn da rất là nhiều và đôi khi là chúng ta thay đổi cái khí hậu cũng là cái nguyên nhân mà da chúng ta bị khô hay bị sần nó dễ nổi mụn thì cái điều đầu tiên ấy thì các bạn vẫn cần là phải cân chỉnh lại mọi chế độ ăn nói sinh hoạt bình thường giống như là lúc chúng ta đi làm cộng với cái việc là ngày tết vui nhưng không quên nhiệm vụ ăn ít đồ nóng hạn chế bia rượu hoặc chất cay nóng và cũng cần phải dưỡng da tốt thì thật ra thì mình cứ nói là nếu như chúng ta đi chơi mà cứ phải no lớp lớp với đề này thì nó cũng làm cho ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều chúng ta cứ thoải mái đi chơi nhưng nhớ thủ những cái sản phẩm dưỡng ưu tiên dạng nước cho mình để cái nỗ chân lông thông thoáng và nhớ là phải có sản phẩm cấp ẩm nha các bạn cấp ẩm thì bây giờ hiện tại ngoài thị trường rất là nhiều này ví dụ như là serum b 3 b 5 này hoặc là những cái sản phẩm ha hoặc hyaluronic acid nhưng các bạn hãy chọn những cái phân tử nhỏ dạng nano để có thể dễ thẩm thấu còn nếu như các bạn không biết cách chọn thì chọn những phân tử lớn thì khi mà bôi có thể là độ ẩm nó chỉ nằm trên da bề mặt thôi còn sau khi các bạn rửa mặt thì da vẫn trở nên khô căng rát bình thường đặc biệt là những cái bạn mà đang sử dụng những phương pháp peel hoặc trước đây đã từng peel một hai ba tháng trước ấy thì cái biểu bì da nó vẫn còn yếu và độ ẩm bên trên nó vẫn còn bị thiếu nhiều thì nếu như gặp thời tiết hanh khô như ngoài bắc thì da các bạn rất là căng và khó chịu và đặc biệt khi ra nắng nó còn bị nóng rát nữa vậy thì nhiệm vụ đầu tiên vẫn cần phải bảo vệ da chống nắng tốt cộng với chế độ là chúng ta phải cấp ẩm và phục hồi tốt và nên có những cái sản phẩm phục hồi như các bạn ngoài vấn đề cấp ẩm thôi nhiều bạn lại lầm tưởng là HA hoặc serum B3 B5 là sẽ giúp phục hồi có giúp phục hồi nhưng mà chủ yếu là cấp ẩm là chính các bạn phải dùng những cái sản phẩm có thành phần tăng trưởng tế bào giống như hàng ngày mình hay nói là những cái sản phẩm mà chống lão hóa hay là phục hồi cho da nhanh khỏe nó phải có thành phần collagen các thứ thì nó sẽ tốt hơn một nào khó có hiền lao